mình và không người tí gì, mẹ Simi và Kamui sẽ chơi trò chơi cảnh sát bắt kẻ trộm. Và trong trò chơi lần này, cảnh sát có nhiệm vụ sẽ bắn những tên tội phạm đang trốn tù. Còn nhiệm vụ của tội phạm đó chính là thoát khỏi nhà tù và tiêu diệt cảnh sát. Liệu giữa cảnh sát và tù nhân, ai sẽ là người chiến thắng? Đừng quên xem video nha. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên những video của Sam đã được nâng lên like. Và các bạn có vay rồi đó. 3, 2, 1, tất cả mọi người rất nhiều. Và đừng quên nha, giúp kênh Sam lên 4 triệu sub nha. Kênh Sam sắp 4 triệu sub rồi đó. Các bạn đừng quên subscribe cho Sam nha. Còn bây giờ bắt đầu video thôi, let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, bây giờ mình và mọi người sẽ vào con game thử thách ai là cảnh sát, ai là tù nhân. Let's go. Nhìn một cái là let's go. Đó, bây giờ để xem coi trong này ai là có thể hợp lý làm cảnh sát. Nhìn cái mặt tôi là biết rất là uy tín làm cảnh sát rồi đó. Biết là cảnh sát ở biển thành, biết là cái anh này nè. Đó, cái anh mà xấu mũi nè, cao to đen hôi nè, ngầu chưa? Trời ơi, ngầu quá anh ơi. Sao dùng phong cảnh thế? Ê, sao dùng phong cảnh vậy? Trời ơi. Rồi, hello, không biết luôn đó mọi người. Đó, bây giờ để xem qua trong này ai làm cảnh sát, ai làm cái trộm. Rồi, vô đây mọi người ơi. Đó, nói chung là let's go. Ôi à, được cơ bắp nhanh đó cũng được. Rồi ok, lên nè mọi người. Rồi vô đây. Rồi vô đây, vô đây. Rồi, để xem coi ai là cảnh sát làm ơn cho tôi là. Thật ra mình thích làm tù nhân vui hơn, tù nhân chạy trốn vui hơn. Tôi thích làm cảnh sát đó. Đó, để coi ai làm cảnh sát. Ủa tôi hả? Tôi làm cảnh sát. Oh my god. Oh my god. Ủa em, là cảnh sát mà. Oh my god. Mọi người chơi sao, đi chơi sao. Chạy đi, cứ chạy thôi. Đây, tôi bắn súng nè rồi. Bang. Ta lấy đừng nhờ bắn ly nhá. Không. Quan Sam đang nằm tôi, Sam thấy tôi. Đâu, phong cần nè. Chạy đi, siêu chạy đi, siêu gặp phong bạn đang gặp mình đó. Để phong, đây. Thật ra em thấy cảnh sát
hơi bị bất lợi. Vô. Còn 5 phút nữa, này em mà bắn kẹt là được còn 5 phút. Đã còn 5 giây nó thắng rồi. Đó, em tính là em Sam suy thắng mà em chẳng bọn mình vào đấy xong bọn mình đấm sao. Xe luôn. À nói chung game này là ngăn cản không cho đến đích sớm mà được đúng không? Đúng rồi. Ủa? Ai đây? Ba. Trời ơi, làm nóng nước nha mọi người ơi. Ở đây có nước miễn phí không gì không ơi. Nhìn cái tia nắng của Sam này, nhìn cái nắng của Sam này. Đừng có uống nước nữa, thì giết sợ. Làm gì chị là chiến thần.
Wow. Ủa, anh Nga có quyền uống nước, đâu uống rồi chứ. Cắm gì cắm. Ôi. Ghê quá. Rồi bây giờ màn cuối này Sim ơi. Con Sim đâu, con Sim nhắm người bà ăn không vậy? Ai chạy ra đây hả? Ấy ơi. Ôi. Đây em lên rồi, em lên rồi, đây em lên rồi. Ê, Sim đồ đây. Mấy lần trời ơi. Ê, khó. Nó khó luôn á. Trời nó khó gì cơ. Sim còn tận 1 phút, trong khi lúc ấy sang rồi có còn 5 giây. 5 giây, 6 giây. Trời ơi, đúng tiếng luôn á. Mày quay thử đi. Nè, tôi đề nghị là anh Phong cần đừng uống thuốc trong này nha. Tại vì khó lắm. Trong này khó lắm. Ê, hả? Ai đâu, ai biết đâu. Tại thấy có thuốc miễn phí, tôi uống được. Tại ông uống quá trời thuốc hả chị? Trời. Tôi cầu mong là một lần để cho Phong cần. Rồi, bây giờ không uống nữa nha. Rồi, không uống thôi. Trời ơi, chơi đi cùng nhau trời. Rồi, nói bắt cần để xem quá. Không cần làm gì, để xem quá. Từ từ chị em mình tĩnh nha, mình tĩnh nha. Chị em mình tĩnh nha, mình tĩnh nha. Ui, chút chút. Ê, nước sao? Nước sao vậy? Nước sao vậy? Nước sao vậy? Ê, ok. Chị Phong cần kìa. Chị Phong cần kìa. Chị Phong ơi. Ôi, sao bắn lên tôi? Thay gì mà tha? Thay cái gì mà tha? Kỳ quá vậy? Cái đầu sao chị biết chứ? Chị biết. Thay cái gì mà tha? Ôi trời ơi. Đang giáp gì? Đang giáp gì? Thay cái gì mà tha? Ghê nhờ. Thay cái gì mà tha? Ôi trời ơi. Ôi ơi. Em lên, qua rồi chị em ơi, qua đi. Yeah. Chặt. Đừng để chị Hùng, Ôi trời ơi, sao nhìn này, nhìn cái tia này. Rồi. Cần nhìn dữ nha kìa. Rồi. Đó chị. Ui mày ơi, mày. Nguy hiểm quá vậy. Nhảy đi, đúng rồi. Nhảy đi. Cái gì vậy sao mày? Nhảy đi mày ơi. Nhảy đi. Trời ơi, sao nhảy qua được vậy? Không sao. Ôi nè. Ôi sao tôi đi không được. Không sao. Ôi.
không sợ nè. Trời ơi sao nằm vậy? Đâu có vợ, chết rồi mấy phần ba thôi mình tụi chị em mình. Ê ơi mẹ em biết cái này. Yeah. Ui. Ok mẹ ơi. Ủa thấy người nào bắn người đó thôi, thấy người nào bắn người đó thôi. Đây lên đây lên e còn phút rưỡi chị em lên đập phong được. Ủa cái gì nó nổ? Ôi nó bị nổ. Cái gì đây, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì cái này, cái gì à? Bom. Ê ôi bắn bắn bom. Ôi bom á, bom á. Ôi coi chừng Tâm ơi, đây chặt hết rồi đúng không? Quá rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đừng đánh gọi. Vui quá. Cay lắm. Trời này ai mà. Đâu cay, trời ơi, chơi này vui mà cái gì đâu cay. Còn vui thôi là chị sẽ biết nó khó dữ nè. Mua mà chơi chắc Sim chắc chơi được á, Sim chơi bắn được nè, Sim không hợp lắm nha. Không hợp. Yêu. Nạp đạn hơi lâu nha. Sim nạp đạn hơi lâu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, con đen vui rồi. Để mua test thử đi, mua nó nhiều quá. Ê, bật ống kính chắc vô, cách vô, lấy chuột. Chuột chưa? Thua rồi. Thua rồi. Ôi! Ủa không phải té. Ủa mất tiêu rồi mọi người, chơi gì nữa? Chưa, mình tới nhìn đây nha, đến mặt đây nha. Mệt lắm. Ôi, canh chị ơi. Ôi da, ôi. Được á. Cứ canh cái thùng kia đó. À, mà cái thùng, ê đừng chống cái thùng nha. Chống cái thùng bánh sát á. Cái này gì cũng biết đâu, chống cái thùng. Sim còn hơn. Phong múa đúng không? Múa cho chị bắn đó. Chị nhắm khỏi với em thôi. Đúng là người em tốt của ta. Nhưng mà chị cứ nhắm em đi, mấy người kia đi trước cũng vậy à. Không thể nào cản bước được phong bằng đâu. Sao? Con ba đe. Trời ơi, bắt hụt rồi nha. Cha. Ôi, tèo. Trời ơi, ghê chưa. Nhảy như con chim vậy trời. Quay kìa. Rồi. Không sao. Không sao. Ra đi. Rồi ok. Ôi trời ơi. Thôi lên đập chị Mui thôi. Lên đập chị Mui thôi. Lên đập chị Mui thôi mọi người ơi. Lên thôi. Mui ơi. Cảnh sát ưu tú nhất tôi và lần này là Sammy Đào. Ôi Camui à, chính là tôi. Ôi thật không, nếu như mà là Phong cận á thì may ra cảnh sát còn thắng được, còn Mui thì chắc thôi thua rồi. Mui biết bắt rồi đó, hiểu chưa? Ê, từ chết rồi xin đi vậy. Ba đứa con thì sao nè? Thì con giống mẹ. Mẹ đứa con thì sao? Thì con giống ba. Cả nhà ta cũng yêu thương nhau. Yêu thương nhau đi nào. Ăn xin cái đầu người ta chơi kỳ. Let's go. Ôi trời. Ôi trời ơi, bị trượt. Mới tìm đầu quá khó đến sao. Bị trượt chưa chú chị ơi. Trời ơi, chị chú rồi, cái canh đồ kia thì em chỉ là một cái tên riêu thôi rồi. En, nói, en, nấp nè, núp cái đầu ra nè, en, bắn đi, nấp nè, bắn nó. Ăn hên thôi, đẳng cấp mới là mãi mãi, Mui ơi. Ta, xem quá.
qua luôn nè. Đi qua luôn rồi nhảy nhảy vô. Cái phong lưu nhân chim gì đi. Ôi mày bắn cái phong này. Ôi trời ơi. Tôi biết cái này quá đổ. Em là thấy mất tích thù là em né rồi. Này ơi mất tóc, mất tóc này ơi. Ca vui tư duy đã nhảy qua chiếc đạn luôn nè. Ê đợi không ơi, đợi cho con tên tôi đánh nó vui được không? Đợi nha, đợi cho tôi đợi được không? Đợi, đợi cho lên lên chơi nha. Đừng đi trước nha Phong ơi, đợi nha. Đợi nha Phong ơi. Đã, chị cho Phong về rồi, chị cho Phong về rồi, yên tâm, yên tâm. Trời ơi, Phong ơi. Yên tâm chị, chắc chị thua. Rồi, đợi, 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 lên. Lên bắt đạt không vui Phong ơi, đợi. Lên, hai ba lên, lên Phong ơi. Lên. Chết bà tôi rồi, tôi lên tôi cắn mũi rồi luôn rồi. Lên. Đấy, bút vàng, bút vàng ơi. Nó vàng. Vàng nè. Mũi nhăn nhăn. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi trận cuối cùng nha. Đâu cho em mọi người vô đây, mọi người vô vô vô. Phong bà đâu rồi? Phong bà đâu rồi? Người đó bà ơi. Em ơi, ra ngoài xem ơi. Ờ, đó ngáp. Phong anh này tỉnh. Giống kiểu đang coi sở thú. Phong ơi, em vào làm gì? Xíu nữa em vào nó lại. Rồi ra ra. Để xem coi lần này ai sẽ là cảnh sát nha mọi người ơi. It's me. Sami đã. Oh my god, quá chưa? Quá chưa? Rồi. Linh quá, linh quá. Rồi, ok. Không sợ Sam, không sợ Sam, không sợ Sam. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ê, sao chắc hỏi vậy? Lục kê rồi, không lục kê rồi. Rồi, bình tĩnh lại. Yeah, lên được rồi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Rồi, ok Phong ơi, bình tĩnh rồi Phong ơi. Lên đi Phong ơi. Phong ơi, em không lướt được đâu. Phong. Múa, Sam không bắn qua đây được không? Sao múa gì chị ơi, Sam canh hoài luôn á. Đó, thấy không? Rồi. Các em nè, em hiểu ý Sam. Oh my god. Vui ghê, vui ghê. Ủa, ủa sao em bắn được? Ủa, mình nổ thùng ghê, em không biết nghe này nổ thùng. Em biết. Ủa, em không biết mà. Ủa, Phong làm gì Phong? Chị đứng nhìn Sam. Cái gì vậy? Giờ mới thấy giờ mới. Ai nó cục phá chị dữ quá. Rồi, bắn nè, rồi, bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi. Bắn nè. Ra đi chị. Ra đi chị ơi. Ủa? Xin đứng cái thùng kia, sao em trốn cái thùng kia chứ? Oh my god. Chạy chạy. Còn không quên, còn không quên đâu mọi người. Cố lên. Come on in. Anh lên. Oh my god. Mình đang rất là căng của mình rồi, mình tìm rồi. Ok. Ôi. Ai mà trượt xuống mình bị kẹt phim. Phong cần. Nó xuôi tự té. Em quay lại bị chị luôn. Tự té luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Sao nó hại nước vậy? Xem nè. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Đang ngắm Phong rồi, không sợ, không sợ, không sợ. Tôi thấy là tình hình là còn 40 giây nữa đâu. Cái gì vậy? Không sợ, không sợ. Ghê, 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 còn mà coi. Ghê, 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 ghê. Lăn một tấm này mọi người. Vô. Bây giờ 30 giây cuối cùng, 30 giây cuối cùng. 50 giây rồi, đâu được 50 giây rồi. Mùi đi. Xe. Ê. Ôi. Tự nhiên bị chán hả? Ăn tiền nè, ăn tiền nè. Ok, ok, ok. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ. Ê sao bắn được ta? Cái này không bắn được luôn. Canh. Thôi mà sao ăn thôi mà, đừng ngắm nó mà. Đừng ngắm nó mà. Ê! Nè, nè, nè. Ai? Nè. Tôi hãy xem vậy nó vô. Bị rắn rụt rồi ơi. Ê không lấy, từ 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 từ. Không dây nữa, đừng dây nữa, đừng dây nữa. Mà. Ê, 10 giây kìa. 10 giây, 10 giây. Đừng dây nữa. Ê. Ôi không kịp. Ê. Rồi. Rồi xong rồi. Yeah.
tròn thì các bạn lên cho gia đình nghe nào. Mui phải chấp nhận sự không người khác đi chứ. Ok, còn bây giờ thì mọi người, nếu mọi người thích Sam chơi những trò chơi bắt cướp như này, đừng quên giúp video đặt 5.000 like nha các bạn. Còn bây giờ 3, 2, 1 tiếng kia đừng quên giúp Sam lên 4 triệu sập nha. Sam sẽ 4 triệu sập mọi người đây ơi, đừng quên nha. Bây giờ tạm biệt.